Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đã đến cận kỳ rồi đúng không ạ? À? Phú Phương Thảo muốn hỏi chị Vân Anh, à, chị Phương Anh đó chính là đến thời điểm hiện tại thì gia đình của mình đã có sự là sắm sửa như thế nào chưa? chắc chắn là đến thời điểm này thì gia đình của chúng tôi cũng đã bắt đầu phải có những cái sự sắm sửa ban đầu rồi à, mặc dù là cái công việc thì bận rộn lắm vẫn chưa yeah. thể nào hết được đâu mỗi một ngày đều phải nghĩ xem là mình còn cái gì chưa mua mình còn cái quà tết nào chưa biếu mọi người à, còn cái vấn đề gì thiếu thốn nữa hay không đã sẵn sàng cho một cái tết chưa và đặc biệt là năm nay thì à, cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là cái tết đầu tiên mà chúng tôi có baby yeah. à, cho nên là cũng rất là băn khoăn lo lắng là không biết là mình đã mua đủ chưa có đảm bảo là cho à, cả gia đình mình rồi là con mình có thể đi chơi à, rồi để đi du xuân một cách thật là vui vẻ an toàn hay không dạ yeah. ờ, nếu như mà thảo muốn tham khảo với chị đó là khi mà mình lập gia đình rồi thì thường một cái tết là sẽ rơi vào tầm bao nhiêu tiền là đủ khi mà mình một cái khoản chi phí để mà mình chi cho cả là nội ngoại và cái là baby nhà mình nữa chị Phương Anh ạ. À. Thật ra là không không dám thống kê đâu đứa chị. Thực sự không dám thống kê bởi vì nếu thống kê thì có khi là mình lại sót tiền quá mình không dám mua nữa mà thống kê lên nữa thì có khi là vợ chồng còn lục đục á. Yeah. Bởi vì có thể là mình mình hoặc là chồng mình còn một ai đó mua sắm những cái đồ theo nhu cầu cá nhân có thể là quá tay hơn một chút và cái dịp tết này thì quá nhiều cái đồ mà chúng ta cần phải mua sắm và cái chi tiêu của gia đình thì cũng không phải là quá là dư giả thì rất có thể là sẽ dẫn đến cái tình trạng là à, vợ chồng rồi là gia đình lục đục okay. và đặc biệt những ai mà sống nhiều thế hệ nữa à, con cái mua nhiều quá rồi là bố mẹ nhìn thấy cũng cảm thấy tiếc tiền sót tiền cho con cho cháu thì rất có thể là chúng ta sẽ gặp phải cái tình trạng này nên là ngày hôm nay thì cũng rất là muốn chia sẻ thêm với quý vị khán giả một vài những cái thông tin hay là những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể là mua sắm trong dịp Tết nguyên đán vừa đầy đủ, vừa vui vẻ và vẫn an toàn và tiết kiệm nữa. À, quả thực rằng là à, không biết là đối với chị Phương Thảo như thế nào nhưng mà đối với riêng Phương Anh thì cái việc mà chúng ta mua sắm trong gia đình là một cái việc mà tôi phải lên lịch từ rất là sớm. À, chúng ta cần những cái gì này ví dụ nhận đồ trang trí tết này hay là chúng ta cần những cái đồ để có thể là thắp hương ông bà cha mẹ tổ tiên hay là biếu người này người khác thì đều phải lên một cái list rất là rõ ràng và khi chúng ta bước chân vào siêu thị thì chúng ta sẽ chỉ nhắm đến những cái gian hàng mà có những cái đồ mà chúng ta cần thiết thôi nếu như chúng ta chỉ cần lạc ra một chút thôi thì yeah. rất có thể là sẽ cái chi phí sẽ độ lên rất là nhiều bởi vì à, chắc là thảo cũng biết là trong yeah. những cái ngày tết nguyên đán như thế này thì các siêu thị họ sẽ trưng ra rất nhiều những cái chương trình khuyến và mãi đúng không ạ đúng, đúng rồi và như thế thì chúng ta sẽ rất là dễ bị xa đà vào những cái đồ mà chúng ta không cần thiết đến lúc mang về rồi thì mới thấy là vừa tiếc của vừa tiếc tiền mà có khi là lại còn bực chính bản thân mình bởi vì là mình đã tiêu những cái thứ quá là hoang phí như vậy phương thảo rất là đồng cảm với chị phương anh bởi vì rằng là ví dụ như những thời điểm cuối năm thì thảo thấy rằng là xu hướng là mình cái gì mình cũng muốn mua và bởi vì là cái gì mình cũng sẽ cảm thấy là nhà mình thiếu ờ, ông bà ta có câu đó là cái gì là thảo nhớ không lòng đó chính là nghèo khó cả năm nhưng mà ba ngày tết thì phải giàu có đúng không ạ à? cái gì cũng phải muốn cả nên đến khi mà mình đi mua sắm đó quý vị thì mình mua cực kỳ nhiều ví dụ như là có những thứ ví dụ như mình cứ nghĩ rằng là mình mua về rồi mình sẽ xài nhưng cuối cùng thì tết đến xuân về đến khi hết tết hết mùng nhưng mà có khi vẫn chưa đụng vào nhưng mà luôn trong một cái tâm thế là mình thấy thiếu thì cái nãy chị phương anh có đề cập đấy là mình thảo nghĩ rằng là mình nên lên một cái list là mình muốn mua những gì thì mình bước vào trong trung tâm thương mại mình bước vào siêu thị mình chỉ nên tạt tới những hàng đó thôi còn thời điểm cuối năm này thì ngoài sự bắt mắt ra thì thảo nghĩ rằng là cái sự hấp dẫn của giá khuyến mại nó cũng sẽ khiến cho nhu cầu mua sắm của mình sẽ bị tăng cao ví dụ như năm ngoái thì thảo nhớ là thảo về nhà sớm hơn nên là khi mà đưa mẹ đi mua sắm thì bước vào mình thấy cái gì cũng rẻ cả mình bảo là ôi thôi nhiều khi là nó chỉ tiết kiệm đâu là tầm ba 000 năm ngàn thôi đó chị nhưng mà mình cảm thấy là nó rẻ đi rất rất là nhiều luôn và cứ như thế là mua sắm và cuối cùng thì khi mà mình mua sắm về đó thì nó nhiều đến mức mà gia đình của mình số lượng người các số lượng thành viên trong gia đình dùng một cách rất là dư giả rồi bên cạnh đó là có khi ra năm mẹ lại phải là gói ghém cho mình mang ra Hà Nội để dùng thì gần như là cái việc mà mình rất là cực trong cái việc phải là di chuyển rất là nhiều thứ một lần như vậy thì tao nghĩ là tuyết đầu tiên là quý vị nên lên một cái list là mình muốn mua danh sách là mình muốn mua những gì dầu ăn mắm muối cá thịt gì đó là mình mua hẳn những thứ đó còn cái thứ hai thì thảo nghĩ rằng là À, trong cái việc mà chúng ta mua đồ để mà trưng lên bàn thờ của ông bà tổ tiên ấy thì mình sẽ mua theo xu hướng là gia đình mình muốn cái gì chứ không phải là mua theo số đông ví dụ như nhà Thảo thì mẹ sẽ là trưng chỉ là bánh hộp thôi là bởi vì là sẽ, chị em cũng như là con cái ở trong nhà thì sẽ thích những cái bánh hộp đó hơn thì mình mua nó sẽ trở thành là những cái món tráng miệng là món ăn trong gia đình luôn còn ví dụ như nhiều nhà thì bởi vì là mình theo một cái phong tục ví dụ như là nó thiên về cái mặt phong thủy nhiều hơn nhé, thì mọi người sẽ phải là mua trái này trái kia để cho nó đủ nhưng mà cuối cùng ví dụ như những thành viên trong gia đình nhà mình không thích ăn táo đi chẳng hạn, nhưng mình mua tới tận mấy ký táo thì thực sự là đó là một cái khoản mà nó lại bị không hợp lý trong việc chi tiêu của mình, thì không biết là nhà chị Phương Anh như thế nào ạ? À? Thật ra thì cái đó nó phụ thuộc nhiều vào cái phong tục của từng gia đình một dạ. cái tập tục của từng gia đình. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là năm ngoái cái mâm cao cỗ đầy được như thế này rồi, chẳng lẽ sang năm mình lại không biếu được các cụ đầy đủ Đúng những cái à. thứ như vậy nên là nhiều khi nó lại bị là một cái tâm lý là à, thôi thì uh cả năm mình chỉ có một ngày Tết yeah. thôi, à, dư ra một chút cũng không sao cả. À, thế nhưng mà quay trở lại với câu chuyện mà chị Thảo cũng vừa nói là cái vấn đề khuyến mại á, yeah. thật ra thì nó có là con dao hai lưỡi, có thể là chúng ta sẽ bị sa đà quá về những cái đồ khuyến mại mà chúng ta không cần thiết, nhưng nếu một cái người tiêu dùng thông thái và chúng ta biết cách tận dụng những cái sự khuyến mại đó, à, chúng ta biết cách so sánh giá và mua được những cái đợt khuyến mại giảm sâu chẳng hạn thì cũng là một cái điều rất tốt để chúng ta có thể tiết kiệm chi phí của mình trong mỗi đợt mua sắm của dịp Tết nguyên đán. À, không biết là chị Thảo như thế nào nhưng mà với phương anh thì à, thường là tôi rất là hay khảo giá thông qua yeah. những cái trang thương mại điện tử. Nghĩa là chúng ta có thể theo dõi trước cái sản phẩm mà mình muốn mua à, nó thường thường là ở cái tầm giá như thế nào yeah. để tránh những cái bẫy giảm giá của các nhà tiêu, à, của các nhà sản xuất có thể họ nâng giá quá cao lên rồi họ lại giảm xuống vào dịp Tết để cho mình mua đúng không ạ? Để tránh cái bẫy đó thì mình có thể là tham khảo trước cái thông tin ở trên mạng những cái sản phẩm chính hãng và từ đó thì chúng ta có thể là so sánh rằng là à chúng ta mua ở đây thì rẻ hơn một chút, mua ở kia thì đắt hơn một chút và sẽ được có cái sự tiêu dùng thông thái hơn. Dạ. Yeah. Và đó là chúng ta đã thiên về mặt là tiêu dùng đúng không ạ à? ví dụ như là thực phẩm ở trong gia đình của mình tuy nhiên thảo thấy là về trang phục cũng tương tự như thế câu chuyện về quần áo trong những ngày cuối năm Nên là với phụ nữ đúng, đúng không ạ à? à. bởi vì là vừa rồi thì thảo mới đọc một cái bản là các chị em phụ nữ cần bao nhiêu tiền để sắm tết thì tự dưng mình giật mình và mình hỏi là Ủa thế mình có phải phụ nữ không bởi vì nếu mà bỏ ra đến con số là 6 triệu 200 trăm ngàn đồng cho một người phụ nữ thì thảo nghĩ rằng là thảo sẽ không dám bỏ ra khoản đó mặc dù bây giờ mình chỉ độc thân thôi nhé là mình chỉ lo mình cái thân của mình thôi và mình cho mẹ mình một khoản là à, con cho mẹ chừng đó mẹ mua Tết đi còn với bản thân của con thì như thế nào là do con chịu trách nhiệm đúng không ạ? À? Nhưng nếu mà liệt kê ra là nào là làm tóc hết 2 triệu rồi là bộ neo hết là 500 quần áo rồi váy vóc các thứ thì rõ ràng là ra năm là một cái khoản mà chúng ta sẽ bị âm rất là nhiều. Đặc biệt là đầu năm mình đâu có phải là mình đi làm lại thì mình sẽ có tiền ngay lập tức. Thường thì cuối năm tiền sẽ về khá là dồi dào từ những cái khoản thưởng hay là những cái khoản giải ngân ừ. cuối năm, nhưng đầu năm thì sẽ rất là lâu và thậm chí là À, nhiều cơ quan đơn vị thì thường là sẽ phải là qua luôn cả tháng một âm ấy thì người ta mới thanh toán những cái khoản đó vì thế mà mình cũng nên tiết kiệm và quay trở lại với câu chuyện về quần áo thì sao ví dụ như thảo nghĩ rằng là như thảo và chị phương anh là chúng ta làm công việc tính chất của mình rằng là mình cần rất là nhiều những váy áo mới đúng không ạ à? thì mình có thể mua là phù hợp với gu của mình luôn nhưng mà với nhiều chị em thì ví dụ như cuối năm là mình phải mua những cái váy rất là lộng lẫy nhưng mà thực sự là đúng là chỉ mặc được đúng một ngày tết hoặc là một vài những cái dịp tiệc tùng gì đấy còn lại thì rất là khó để ứng dụng trong ngày

đúng là như vậy đặc biệt là đối với chị em phụ nữ thì chúng ta không chỉ mua cho mình đâu nhiều khi chúng ta lại nghĩ là ở ừ, cái này hợp với chồng mình này yeah. cái này hợp với mẹ mình cái này hợp với con mình mà mua thì có thể là mua cái đồ nó hơi mát mát một chút nhưng thời yeah. tiết thay đổi đột ngột đến ngày tết nó lại rét hơn rất là nhiều tự nhiên chúng ta lại phải mua một loạt quần áo mới và chính cái điều đó cũng khiến cho chúng ta bị lãng phí rất là nhiều tuy nhiên bây giờ thì tôi thấy rằng là thương mại điện tử cũng có một cái rất là hay như thế này yeah. không biết là chị thảo có hay tham gia vào những cái hội nhóm mà chia sẻ hoặc là pass lại đồ quần áo cũ à. của mình không cũng người mới ta vâng. nếu như chúng ta chót lỡ có vung tay quá chán mua vào một cái sản phẩm mà thực sự không phù hợp với mình hoặc là không phù hợp với cái điều kiện thời tiết điều kiện lúc đó của mình thì mình hoàn toàn có thể là lên đó và pass lại bán lại cho những người khác với cái mức giá nó hợp lý một chút thì đấy cũng là một cách để chúng ta tiết kiệm được tiền không chỉ cho mình đâu mà tiết kiệm cho cả những cái người xung quanh nữa dạ vâng và đó cũng là việc mà đôi khi á có những người họ tìm mặt hàng đó nhưng tìm không ra Đúng ví dụ rồi. như là ngày cách đây vài hôm thì có một chị bạn hỏi Thảo rằng là Thảo ơi mua áo dài ở đâu đấy thì mình đã chỉ chỗ nhưng mà chị bảo là chị lên đó nhưng mà hết size đó rồi thì chị phải liên tục tìm cho được cái size áo dài đó để kịp mặc tết bởi vì là chị nói là gia đình hôm nay là lên gọi là đi co một cái tông đó chính là tông màu hồng nhưng bây giờ chị chưa có một cái nào màu hồng hết và chị liên tục phải tìm một cái màu hồng như vậy thì đây cũng là một gợi ý của chị phương anh mà gửi đến cho quý vị ngoài ra thì thảo nghĩ rằng là việc tiết kiệm thì chúng ta cũng nên chi tiêu cân đối trong những dịp cuối năm bởi vì rằng là nguồn tiền như thảo nói đấy nguồn tiền cuối năm thì về sẽ là thường có xu hướng dồi dào hơn còn dồi dào tới như thế nào thì nó sẽ tùy vào thu nhập và tùy vào nhận định về đồng tiền của tất cả quý vị nhưng mà thường thì nó sẽ có xu hướng dồi dào mình nên có một cái khoản cuối năm để mình chắc chiêu lại để ra năm còn cái gì để xử lý đặc biệt là trong thời điểm covid 19 thảo nhớ lại là tết năm ngoái đó chị phương anh Thảo có một cậu bạn thì cậu ấy bảo rằng là cậu ấy nghĩ việc cuối năm và bảo là đầu năm thì kiểu gì là người ta cũng cần về cái nguồn nhân lực rất là nhiều thì đầu năm bạn ấy sẽ đi vào Sài Gòn và để kiếm việc trở lại. Nhưng cuối cùng một cái câu chuyện không vui đó chính là thời điểm đó bắt đầu dịch Covid-19 bùng phát trở lại và bạn ấy thất nghiệp đến 6 tháng trời như vậy và cái việc là xoay nguồn tiền của bạn ấy đã rất khó khăn bởi vì là trước Tết thì tiền về dồi dào quá mua đồng hồ đổi điện thoại rất rất là nhiều loại nhưng mà quý vị biết đấy, thời điểm cuối năm giảm giá nhiều nhưng đó là con dao hai lưỡi đúng không ạ à? nhiều khi cuối năm này mình, mình vui quá mình đã ôi năm nay tự dưng là mình thấy mình có một cái khoản thưởng gì đấy mình đổi lên một chiếc điện thoại nhưng ra năm mình không thể bán chiếc điện thoại đó để chi tiêu trang trải được nên đó cũng là điều mà chúng ta nên cân nhắc kỹ để mà chi ra những khoản tiền trong thời điểm nhạy cảm như thế này đúng là như vậy và một có vấn đề nữa mà tôi thấy là cũng rất là khiến cho nhiều người băn khoăn đấy là chính vấn đề uh, mua quà tết để yeah. biếu cho gia đình rồi lại biếu cho đối tác cho đồng nghiệp. Uh, đây là một cái khoản mà rất nhiều người cũng đau đầu phết đấy, tại yeah. vì là uh, nó rất là nhiều và chúng ta thấy là thị trường quà tết hiện nay thì vô cùng là nhiều chủng loại. Uh, chúng ta có thể biếu rượu này, rượu là yeah. rất là đắt này hoặc là bánh kẹo những cái hàng hóa nhập ngoại bởi vì uh, quan niệm của nhiều người vẫn cho rằng là khi chúng ta bỏ ra một cái số tiền càng lớn thì thể hiện cái thành ý của chúng ta đối với cái người mà chúng ta muốn thể hiện tình cảm thì càng nhiều. Uh, chính vì thế mà chúng ta lại thường rất là câu nệ trong cái việc là phải mua quà Tết với cái giá trị như thế nào thì mới thực sự là xứng đáng và cái điều này thì vô hình chung đã gây một cái áp lực không nhỏ tới vấn đề tài chính của rất nhiều gia đình. Và với cái vấn đề này thì có lẽ chúng tôi cũng xin được thông tin cho thêm quý vị rằng là năm nay thì là năm Covid-19 đúng không yeah. ạ? Tất cả chúng ta đều gặp những cái khó khăn nhất định về vấn đề tài chính. Vậy thì phải chăng là chúng ta nên có xoay sang một cái cách khác thay vì là chúng ta cứ mua những cái đồ quá là đắt tiền rồi là mâm cao cỗ đầy để biếu cho người này người khác thì có thể chúng ta sẽ dùng cái tình cảm của chúng ta, biếu những cái vật món quà mà liên quan nhiều tới sức khỏe nhiều hơn yeah. hoặc là những cái gì mà chúng ta có thể tự tay làm được à, vừa tiết kiệm chi phí mà vừa thể hiện được cái tình cảm và chân thành của chúng ta đối với cái người được nhận quà. Ví dụ như là Thảo không biết Hải Dương thì chị sẽ biếu gì nhưng mà ví dụ như là Thảo là người Đà Nẵng chẳng hạn đi thì mình sẽ biếu hải sản. Hả? Ví dụ như là mình về ta có thể thảo thấy là những cái dịp cuối năm hay đầu năm ấy thì mình biếu vào cuối năm hay đầu năm nó cũng được quý vị nhưng mà đôi khi mình bị cái gánh nặng rằng là một năm mình đã làm việc với họ với đối tác của mình không lẽ cuối năm không được một lời cảm ơn nhưng mà vốn dĩ thì như chị Phương Anh nói năm nay là một năm Covid-19 nhiều mặt bị ảnh hưởng không phải riêng cá nhân của Phương Thảo hay là chị Phương Anh cả nhưng mà tất cả mọi người đều bị thì vừa rồi Thảo cũng có hỏi mẹ và bảo là con cũng tính là đấy con cũng muốn biếu một chút cho những người mà con quý thì mẹ của mình bảo rằng là thật ra thì để chia ra một cái khoản biếu trong thời điểm này thì mẹ cũng không biết là bao nhiêu là đủ cả nên hay là đầu năm thì sẽ đóng một thùng ví dụ như là hải sản hay cá gì đấy mỗi người một ít của ít lòng nhiều mà thì mình có thể sẽ chia những cái gì mà nó thiên về mặt quê hương của mình ừ. thì nó cũng là tinh thần để mang đến cho mọi người thì thảo nghĩ đó cũng là một gợi ý mà bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể làm thảo thấy là bây giờ mọi người cũng mua những cái giỏ quà mà nó tích hợp được rất là nhiều thứ ở trong đó còn nếu mà chúng ta mua từng cái thì nó sẽ khá là ngại ví dụ như là bây giờ không lẽ là mình mua một ký bò thì thực ra nó cũng khá là bé đúng không ạ à? mình bỏ vào một cái túi để mình mình đi biếu thì nó cũng hơi bé một tí mình cũng hơi ngại thì mình có thể mua những cái giỏ quà ta thấy là rơi vào tầm bốn năm trăm cũng có một cái giỏ quà rất là chất lượng để mình có thể gửi tặng Đúng là như vậy và nếu như ai mà khéo tay một chút nữa thì có thể làm những cái món quà handmade, Đúng tôi nghĩ ạ. cũng rất là thú vị và không biết là uh, với um, thảo như thế nào mà tôi rất là trân trọng những cái món quà mà tự tay người ta làm ra, đôi khi chỉ là một cái bức thư tay, một cái yeah. tấm thiệp được họ tỉ mẩn trang trí những cái bông hoa, những cái hình ảnh trên đó thì cũng là một cái điều mà khiến chúng ta rất là xúc động khi mà nhận được, uh, thì có thể là cái món quà đó có thể nó chưa thực sự là uh, tất nhiên chúng ta không chỉ tặng một cái tiệp chúng ta lại yeah. thể tặng thêm những cái món quà khác nữa nhưng nếu món quà đó nó không đủ lớn này trông nó có vẻ là hơi nhỏ một chút nhưng nếu kèm theo cái tình cảm của chúng ta thông qua những cái đồ handmade đó thì cũng là một cái điều khiến cho cái người nhận họ sẽ cảm nhận rõ hơn uh, cái cảm xúc uh, cái tình cảm của chúng ta như thế nào và yeah. trân trọng họ ra sao vâng ạ à. và nói nãy giờ thì chúng ta cũng đã thấy là mình cũng rất có nhiều những tuyết để mà có thể tiết kiệm và không biết là đối với quý vị khán giả theo dõi truyền hình thì quý vị sẽ có những cái cách nào để tiết kiệm mà khác chúng tôi nữa thì quý vị cũng có thể gợi ý tuy nhiên thì chúng ta cũng không quá chắc chiêu đúng không ạ à? ừ. bởi vì thực ra thì thảo thấy là trong năm mới thì chúng ta cũng nên sắm cho mình một cái mới ít nhất là một cái ví dụ như là thường sẽ rơi vào mẹ của mình nó sẽ là một cái người rất là tiết kiệm luôn ví dụ như năm ngoái thảo về sớm thì thảo bảo là hay là con đưa mẹ đi mua một cái váy một cái đầm gì đó để mặc Tết thì mẹ mình bảo là ôi rồi Tết mẹ có đi đâu đâu mẹ cũng chỉ ở trong bếp rồi cũng ở trong nhà mà covid cô veo như thế này nữa thì không dám đi thì chỉ toàn là những cái lời bàn ra thôi nhưng nếu như mà mình đưa họ đi họ vẫn sẽ đi lựa giống như hồi thời con gái ấy. chị Phương mà Anh cũng rất là vui đúng rồi. đúng rồi Thảo rất là bất ngờ luôn bởi vì là xưa giờ đúng là mình cũng hơi bị vô tâm ví dụ mình đi thì mình mua cái gì đó ở Hà Nội và mình mang về cho mẹ mình luôn mình bảo là con thấy cái đầm này hợp với má thì con mua cho má nhưng khi mà về đưa đi lựa thì mình cứ nghĩ là chắc là vào cũng lựa một cái nào nào đó đại đại càng càng gì thôi nhưng không lựa tỉ mỉ từng cái và xăm xa lên người hỏi là ui má mặc cái này trắng hơn không rồi cái này là có đỡ béo hơn không thì quý vị biết rằng là khi mà một cái món quà nhỏ thôi thật ra thì thảo nhớ là cái đầm năm gói thì thảo mua cho mẹ đâu là tầm hơn ba trăm mấy bốn trăm thôi nhưng mà chị biết là rất là trân trọng về mặt đi đâu cũng bảo là con gái đi làm ở hà nội cả năm về mua được cái đầm đó thì mình rất là phì cười mỗi khi mà mình nhớ lại thì mình cũng không nên quá chắc chiêu trong việc đó mình có thể có những món quà để cho những người thân yêu của mình ví dụ như là con của mình cũng có thể bây giờ là bé nhà chị Phương Anh thì sẽ còn khá là bé và chưa biết lựa chẳng hạn và cũng chưa nhận thức được là cái nào là đồ mới còn cái nào là đồ cũ nhưng mà đến một đứa trẻ mà khi mà bắt đầu biết được đây là đồ mới đấy thì bé sẽ rất là mong ví dụ như có một bài hát là em mong anh về mang về cho ta áo mới đấy thì khi mà mình có một món quà như vậy thì trẻ sẽ rất là thích và kể cả những người thân trong gia đình của mình cũng thế mỗi thứ một ít một ít như vậy thì cũng đem lại niềm vui cho mọi người đúng không ạ à? đúng là như vậy tự chung lại thì ông bà ta cũng có một cái câu đúc kết rồi là của cho thì không bằng cách cho cái cách mà chúng ta thể hiện tình cảm với họ nó quan trọng hơn cái việc là cái món quà đó có giá trị bao nhiêu tiền à, nhất là đối với những người thân yêu của chúng ta thì cái điều này lại càng quan trọng hơn à, đúng như chị thảo vừa nói là à tự nhiên tôi cũng phải chạy lòng nghĩ lại rằng là bao nhiêu lâu nay mình đi làm xa nhà này mình toàn là đưa mang sẵn những cái đồ mà mình mua sẵn mang về cho cha mẹ mà không nghĩ đến cái việc là chúng ta có thể dẫn cha mẹ đi ngắm nghía một chút một chút ở đâu đó rồi là sắm yeah. sửa, có thể chưa chắc đã mua được cái gì đâu và đi đến đâu mẹ cũng bảo là ô thôi cái này mẹ có rồi, ở nhà mẹ có nhiều lắm rồi thôi đừng mua nữa nhưng cái cảm xúc của họ, cái ánh mắt của họ khiến chúng ta biết được rằng là cái việc mà chúng ta quan tâm tới họ khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Dạ yeah, vâng. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi cũng muốn đến cho tất cả quý vị chúng ta tiết kiệm chi tiêu trong những ngày cuối năm tuy nhiên thì cũng đừng quá chắc chiu hãy mang niềm vui về với người thân người nhà của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại nội dung này tại đây chuyển sang những thông tin tiếp theo.